Khi mà làm party, bạn bè đến chơi thì chúng ta có thể để ánh sáng nó nhẹ nhàng, dịu dàng một chút giống như thế này. Đấy. Em thấy ánh sáng nó sẽ dịu quá. Vâng. Nó kiểu nửa kín nửa hở ấy anh. Đúng rồi. Nửa kín nửa hở, cái gì mà nó cứ nửa nửa nó lại mang lại cái cảm giác nó thích thú hơn. Vâng. Thấy là ở trên trần sẽ thi thoảng có những cái lỗ tròn như này, thì đấy là cái hệ thống cấp khí tươi và lọc không khí. Cái này bí mật anh coi tin được đấy. Đấy, chỉ với một công tắc thôi. Rồi. Ai. À. Điện thông minh như thế cho một căn hộ 155m² như thế này thì đâu đó nó đã rơi vào quanh khoảng tầm 1 tỷ đồng. Wow.